Xin chào các bác nhé. Rất lâu rồi thì hôm nay em mới có thời gian để quay trở lại review cho các bác về các cái máy làm lũa. Thì vì cũng rất là nhiều các bác comment ở phía dưới video cũng như là alo cho em ấy, thì để hỏi về những cái máy làm lũa nào trên thị trường tốt, rồi là nên mua chủng loại như nào và có những cái máy lũa có những loại công suất như nào. Đấy, rồi là nếu mà chơi cây lũa nhỏ thì chúng ta nên dùng máy nào, rồi chơi cây to thì nên dùng máy nào, và có những cái sản phẩm mũi làm lũa như thế nào, mũi mịn thì có những loại nào, rồi mũi phá có những loại nào, đúng không? Vâng, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác toàn bộ về các cái loại máy làm lũa hiện tại bên em đang có, và trên thị trường có những cái loại máy nào mà tốt ấy, thì em sẽ review cho các bác để xem nhé. Ok, thì các bác đây, các bác sẽ em sẽ giới thiệu này. Đây là có các cái dòng máy như là máy lũa Đông Trang này, thấy chưa? Đấy, đây các bác để ý nhá. Thì máy này nó sẽ có đây, em sẽ để cái phần này, nó sẽ có cái phần công suất này. Đây, riêng dầu Đông Trang thì nó có ba kích cỡ, thì có loại 400W này, thì nó sẽ có tốc độ quay là 27.000 vòng trên 1 phút. Đấy, được chưa? Đấy, và đều có hướng dẫn sử dụng, rồi là có phiếu bảo hành của chính hãng nhé. Các cái máy làm lũa này bên em thì đảm bảo 100% là máy chính hãng. Đấy, bảo hành chính hãng và lõi đồng 100% ở các cái dòng máy này nhá. Thì tiếp theo 400W này, 500W này, 550W này, có cái vòng quay của nó là 9.000. Đấy, 9.000 vòng trên 1 phút. Đấy chưa? Đấy. Và tiếp theo đó là máy 750W. Đấy chưa? Thì là 3.800 vòng trên 1 phút. Đấy, thì là nó đều có cái công suất và vòng quay đây rồi. Thì em sẽ review qua cho các bác về cái phần chi tiết. Và tiếp theo đó là có một cái dòng nữa là nó là KingWua. KingWua này thì là bằng máy nhỏ. Đấy, thì công suất nó là 190W. Thì chút em sẽ review chi tiết cho các bác. Và tiếp theo đó đây là các cái dòng mũi phá nhá. Đây là có 8 loại này. Đây là mũi 6x6 này, 6x8, 6x10 này, 6x12, 6x14 và 6x16, 6x18, 6x20. Và đây là một dòng mũi phá riêng này. Đấy, mũi phá này như kiểu dạng mũi tên này nhá. Đấy, quả chám ấy. Rồi là đây là các cái bộ mũi mịn này, mũi mịn 3 ly và mũi mịn 6 ly. Ok, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác về review chi tiết về cái dòng máy nhỏ đi. Máy nhỏ đầu tiên nhé. Đây, em mở ra cho các bác xem là bên trong có những gì. Thì khi các bác mua hàng ấy, thì bên em cũng đều cho, riêng bên em là đều cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác cắm lên để mình chạy thử xem là có ok không. Bên trong là có một cái chổi than nữa này. Đấy, một chổi than nhá. Và một cái để vặn này. Đấy, máy sẽ ok, nó sẽ như thế này. Đây, các bác nhìn này, đầu sẽ như thế này. Đấy, đây, thì các bác chẳng hạn là các bác mua về, đây em chẳng hạn mua về này, các bác cắm vào đây, các bác bật công tắc lên, đấy, như thế là máy quay rồi, tắt đi này. Và ở đây là nó có máy này, nó sẽ có điều chỉnh 6 loại tốc độ nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, và các bác nhìn đây, công suất của máy này. Đây là điện thế này, là 220V này, 190W này. Vòng là 15.000 vòng đến 27.000 vòng trên 1 phút.
Đấy, máy là vòng máy nhỏ nhá, 190W nhá. Đấy. Rất là nhẹ, nhẹ nhàng thôi. Máy này thì mình có thể cầm như này để làm chi tiết nhỏ hoặc là cầm như này. Đấy, thì máy này rất là đa năng. Đấy. Ok, để em sẽ tiếp tục quay chi tiết về dòng chiếc mà một chiếc máy đông trang này. Đây, sẽ mở ra cho bác xem nhé. Đấy. Chi tiết cái máy này ra làm sao. Ôi giời. Máy vẫn có nguyên trong hộp đấy, thì em sẽ dỡ ra cho các bác xem. Đây, ok. Đây nhá, đầu tiên này, có thẻ bảo hành này, đầy đủ luôn này. Đấy. Ngày đây tất cả các thứ này mình có thể mình ghi luôn nhé. Đấy, bên em bảo hành thì bảo hành theo cái ngày bọn em xuất hàng rồi, bọn em đã lưu trên đơn rồi. Đấy, các bác cứ giữ, em sẽ để nguyên như này. Đấy, bên trong có hai cái cờ lê để vặn này. Đấy, đây em cứ bỏ ra cho các bác nhìn qua. Thì các bác về là các bác cứ phải kiểm tra nhé, kiểm tra đầy đủ nhé. Đây có hai cái này lê để vặn này. Tiếp theo đó là chổi than này. Đấy. Và đây là có một cái ti này để vặn các cái cốt ba ly nhé, cái cốt của mũi ba lũa ba ly ấy. Thì các bác lưu ý là không được để nó mất cái này nhé, các bác lưu ý này, cái này mà mất thì sẽ là không có đâu, tại vì mỗi máy nó chỉ đi kèm một chiếc thôi. Đây là cái gọi là cái đế đấy, để cái mũi ba ly. Thì sao như vậy đến nhé, đây em sẽ hướng dẫn cho các bác. Rồi tiếp theo đây là một cái tay đệm này. Đấy. Rồi ok, đây là máy này. Đấy. Đang nguyên kiện thì máy nó sẽ như này nhé các bác nhá. Đây, em sẽ bỏ ra cho các bác xem này. Đấy. Đây, cái tay đệm thì nó sẽ như này. Mình sẽ nót vào đây. Đấy. Đây nhìn nhá. Đấy. Rồi là đây công suất này. Đây là điện thế này, 200 đến 240V này. Đấy. Và đây là công suất là 400W này. Đấy. Vòng quay là 27.000 này. Cái này là cái cốt ấy. Cái cốt 2,25 mili. Còn đây là vòng tua này, vòng quay của máy 27.000. Đấy. Đây đều có tem chính hãng của Đông Trang nhá. Bác lưu ý mua mình nên chọn mua làm sao cho đúng chất lượng của sản phẩm và mua các cửa hàng uy tín nhé các bác nhá. Chứ nếu mà mình cứ mua rẻ một chút xong lại mua hàng trôi nổi trên thị trường mà không được đúng hàng chính hãng ấy thì dùng nó rất là kém. Đấy. Đây em sẽ quay qua cho các bác xem nha. Đây, mình cầm máy này. Đây có công tắc phía đằng sau nha các bác nhé. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đây. Đấy, tắt đi này. Đấy. Đấy, khi mình làm mình đều sẽ cầm như này. Đấy, còn đây là cái đầu mũi để nắp các cái cốt của máy vào. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có cái vặn này. Vặn một chiếc vặn vào đây. Đấy, và một chiếc vặn vào đây. Để ta kẹp lại. Đây các bác cứ cho cốt vào đây nhá. Còn cái cốt nhỏ đây các bác nhìn này. Cái cốt nhỏ này này thì mình sẽ nhét vào đây, nếu mà mình dùng cái mũi nhỏ như này, mũi ba ly này thì mình sẽ nhét vào cái chôn này, chôn nhỏ ba ly này nhá. Ok. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu các bác về cái dòng máy lũa 550W. Đấy. Các bác lưu ý là khi nhận hàng các bác cứ bỏ ra kiểm tra hàng ok mới cần thanh toán nhá. Tại vì qua quá trình vận chuyển thì cũng có một số cái
bạn vận chuyển mà nó bị làm sao thì mình cũng còn mình kiểm tra được mà. Đấy, họ đóng rất là chắc chắn luôn đấy. Đấy. Ok. Đây vẫn là cái phiếu bảo hành này. Đấy, các bạn nhìn này, phiếu bảo hành này. Đấy, vẫn một về chổi than này, một cái đế để cốt ba ni. Và đây hai cái tay vặn cũng vẫn vậy thôi. Đấy. Đây vẫn một cái cao su này. Đây em sẽ nhấc cái này ra cho các bạn xem. Đây là máy 550W nhé. Đây. Đây nhìn này. Đây, máy 550W. Cái kéo su thì mình cũng nhét vào đây thôi. Đấy, để mình cầm cho nó êm tay ấy, chắc tay. Đây bây giờ cái dòng mà này thì em sẽ quay chi tiết này. Các bác nhìn này, nhất là hãng Đông Trang này. Điện thế thì là 220 đến 240 này, công suất là 550W này. Đấy, được chưa? Ở đây là có cái độ cốt của mũi. Đấy. Còn đây là hiển thị của các cái mức ấy. Ở đây vì sao 1 2 3 4 5 6 và max thì các bác sẽ hiểu như này, nó là công suất 1 2 3 4 5 6 và max của nó là 26.700 vòng trên phút, còn công suất nhỏ nhất là 9.000 vòng trên phút này. Thứ hai là 13.000 vòng này. Đây là 17.500 vòng này, 21.500 vòng và 25.000 vòng này. Đấy. Thì như này. Ở đây nó là công tắc tắt bật của cái máy á. Thì ở đây mình gạt lên là máy chạy. Đúng không ạ? Tiếp theo ấy là có cái điều chỉnh vòng này. Các bạn nhìn ở đây. 1 này, 2 này, 3 này, đấy, 4 này. Đây các bác đều điều chỉnh ở cái đế dưới này nhá. Và đây là max này. Đấy. Thì tương ứng với cả các cái công suất ở đây thì các bác có thể làm để mình theo cái mức nào thì các bác điều chỉnh phù hợp nhất. Đấy. Đều có tem của chính hãng này. Đấy. Được chưa? Đây em cũng sẽ thử cho các bác xem luôn. Máy thì bên em 100% máy mới. Đấy, đây em gạt xuống nó tắt này, gạt lên này. Đây. Đây mức 1 này, các bác nhìn thấy tiếng máy đúng không? Mức 1 này. Mức 2, 3 này, mức 2 này, 3 này. Đấy. Rồi. Bây giờ mức max này. Các bác nghe đây. Để máy khác nhau luôn. Đây thì gạt đi à. Đấy. Vừa phù làm sao phù hợp nhất với cái mức độ của mình dùng ấy. Đấy. Ok, đây em tắt đi nha. Rồi ok, đây. Các bác nhìn nó sẽ có sự khác nhau một chút. Đấy. Về công tắc bật đúng không? Giữa hai cái dòng máy 400 và 550W. Thì 400 thì không có cái điều chỉnh tốc độ như các bác nhá. Đấy. Còn nhìn máy này nó cũng to gần gần xem như nhau, cầm cũng hơi nặng gần như nhau. Đấy, còn đây là có điều chỉnh tốc độ. Ok. Đây là một dòng máy 550W. Rồi, tiếp theo, đây em sẽ mở tiếp cho các bác xem dòng 750W có khác cái gì so với hai cái dòng 400W và 550W không nhá. Đây. Ok. Thì đây vẫn là có tem bảo hành này. Đấy, nghĩa là có phiếu bảo hành để bên trong này. Ở phía ở bên trong em bóc này.
thì vẫn có hai cái để tháo nắp này, được chưa? Hai chổi than và một cái chôn, được chưa? Đây, máy đây. Đây các bạn nhìn nha, dòng máy này, đông trang này. Đấy. Ông đây điện watt là 220 và 240 này. Đấy. Giờ công suất này là 750W này. Thấy chưa? Tiếp theo đó là cũng như cái máy 500W thì nó có các cái vòng tua này. 1 này, 3800 này. Đấy. Vòng 2 là 4700 này. Đấy. Đây là số 3 là 6.000 này, 4.000, 4 là 7.000 này. Đấy. Có mắc là 8.300 vòng nhé. Đấy. Thì nó cũng đều có công suất đây. Đấy. Công suất lớn thì nó sẽ khỏe hơn. Đấy. Thì cái máy 750 và cái máy 550 này nó cũng xem nhau các bạn. Bác ưng sản phẩm nào hoặc là muốn xem chi tiết các sản phẩm nào thì các bác có thể kích vào đây để xem. Đấy, hoặc là alo cho em số điện thoại này, truy cập website này. Và các bác lưu ý là các bác nhớ đăng ký kênh để được tham gia tham khảo các cái mẫu sản phẩm mới nhất nhé. Cho tôi qua cái đăng ký đây, như các bác đăng nhập cái Gmail là sẽ được đăng ký được. Các bác cứ nhớ sẽ tích đăng ký vào đây. Hoặc các bác có thể là truy cập vào đây bên trong. Bác xem thì kênh bên em nó sẽ có các cái như này, thì nó có số điện thoại này, có số Zalo này, có website này. Các bác có thể kích thẳng vào đây thì sẽ ra các để liên hệ với bên em. Đấy. Ngoài ra thì đây các bác phần video thì có rất là nhiều các mẫu sản phẩm các bác có thể là truy cập, đúng không? Truy cập vào để biết được các cái dòng sản phẩm. Hoặc là thêm nữa là các bác có thể kích vào phần trang web này, trang web của tôi, trang web của bên em nó sẽ ra như này, thì sẽ lên tất cả các mẫu sản phẩm, ví dụ kéo cắt cành, kéo cành trên cao, kéo cầm tay, đấy, kéo ghép cành, kích rễ máy nũa, máy là hàng Nhật, đấy, rất là nhiều. Chẳng hạn thế em ví dụ như là em kích một cái phần hàng Nhật đi, đấy, thì các sản phẩm như này, đấy, rất là nhiều. Đấy, hoặc là các bác có thể là xem các cái mẫu khác, ví dụ như là cái cành này, cái thông này. Đấy. Thì các bác tiến hành đặt hàng đi, đặt hàng, ví dụ mình thích sản phẩm này đi. Đấy, thích sản phẩm này chúng ta tiến hành đặt hàng. Chúng ta kích vào đây. Còn nếu các bác muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm một thì có thể kéo xuống phần dưới. Đấy, ví dụ như là có mô tả về cái chiếc kéo đấy này, màu đen này, trọng lượng bao nhiêu này, và có cả phần video thì các bác có thể click vào đây, các bác xem trực tiếp luôn trên này của bên em. Đấy, thì nó sẽ tiến hành chạy xem trực tiếp. Các bác cũng nhấn đăng ký kênh ở đây cũng thế cũng được. Đấy. Các bác tiếp tục là tiến hành đặt hàng. Ở đây là có tên chúng tôi này, số điện thoại này, đấy, chị hàng này, Linh này, Hoài Châu, Yên. Rồi, các bác càng cho chi tiết thì càng sẽ anh đặt hàng càng dễ hơn nhé. Thường thường bên em sẽ kêu qua kích vào đây, ok thì là như thế là nó chạy một chút thì nó sẽ tiến hành được. Đấy, hiển thị thông báo như này là ok rồi. Đấy, thì từng sản phẩm các bác sẽ tiến hành đặt hàng như thế. Đấy, có thể các bác sang tiếp theo sang các cái mẫu sản phẩm khác đi, chẳng hạn như thế, cũng bấm vào vậy và tiến hành đặt hàng. Đấy, và bên em sẽ có các cái video cụ thể cho từng loại sản phẩm nhé, các bác có thể tham khảo kéo xuống đây xem, và có các mức giá. Đấy, rất là chi tiết rồi. Rồi ok, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại phía dưới video này nhé, hoặc là truy cập website này của bên em để mình
tham khảo. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.